Chào quý vị và các bạn. Tháng 6 và tháng 12 hàng năm là thời điểm các công ty, đặc biệt là công ty quản lý, cần thực hiện các công tác về kiểm kê. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn công tác và quy trình kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ và vật tư tại PMC. Hệ thống quản lý tài sản của chúng tôi chia làm hai loại tài sản, đó là tài sản của công ty quản lý và tài sản của chủ đầu tư hoặc ban quản trị giao cho PMC quản lý. Việc kiểm kê sẽ do bộ phận kế toán kết hợp với bộ phận chuyên trách gồm thủ kho, nhân sự phụ trách tài sản của từng tòa nhà thực hiện. Kế toán viên chuyên quản sẽ đối chiếu số liệu thực tế dựa trên sổ sách, danh mục tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư hiện có. Dụng cụ vật tư là loại hàng hóa chiếm số lượng lớn trong danh mục tài sản của PMC. Các loại tài sản này luôn được kiểm kê chặt chẽ thông qua quy trình quản lý hàng hóa trong kho và quy trình nhập xuất kho hàng hóa. Trước hết, sơ đồ kho được lập và dán ngay ngoài cửa và được cập nhật ngay khi phát sinh hàng hóa mới hay khi trong kho có thay đổi cách sắp xếp. Các loại vật tư cũng được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng theo nhu cầu sử dụng, bao gồm các khu vực cho loại vật tư cần gấp, loại phát sinh nhiều và loại phát sinh ít. Việc bảo quản hàng hóa được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, các loại hàng hóa dễ vỡ sẽ được sắp xếp ở khu vực an toàn, tránh lối đi để đề phòng trường hợp vận chuyển hàng hóa gây va chạm. Để đảm bảo trong kho luôn có lượng hàng hóa tối thiểu phục vụ khách hàng cũng như hạn chế thấp nhất chi phí tồn kho, bộ phận kế toán PMC đã đưa ra định mức tồn kho tối thiểu. Định mức này được phê duyệt hàng năm trên cơ sở đánh giá, nhận định của ban giám đốc. Ngoài ra, nguyên tắc first in, first out, nhập trước, xuất trước luôn được tuân thủ nhằm đảm bảo lượng hàng hóa được sử dụng trong trạng thái tốt và không quá hạn sử dụng. Đối với các loại tài sản là máy móc lớn, thiết bị văn phòng, việc kiểm kê không chỉ chú trọng ở số lượng tài sản mà còn tình trạng thiết bị thông qua việc so sánh mô tả, hình ảnh của tài sản của lần kiểm kê trước đó. Sau mỗi thời điểm kiểm kê, kế toán chuyên trách sẽ cùng nhân sự kiểm kê tại mỗi tòa nhà xác nhận số liệu thực tế và lập báo cáo gửi cho kế toán tổng hợp. Tại cuộc họp ban quản trị với chủ đầu tư, chúng tôi đưa ra các báo cáo số liệu về công tác kiểm kê tài sản và giải trình nếu có thay đổi hay phát sinh để đưa ra tư vấn về phương thức xây dựng và cân đối ngân sách hợp lý để đem lại hiệu quả về chi phí. Sự minh bạch chính là yếu tố then chốt giúp PMC trở thành đối tác tin cậy của nhiều dự án.